Đây là hình ảnh mới nhất về hành động hung hăng của tàu hải cảnh Trung Quốc tấn công tàu kiểm ngư của Việt Nam lúc 8 giờ 42 phút sáng ngày 15 tháng 5 năm 2014. Như thường lệ, các tàu kiểm ngư của Việt Nam đi tuần và đấu tranh bằng biện pháp ôn hòa như dùng loa tuyên truyền, băng rôn kêu gọi tàu Trung Quốc rút ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Bất ngờ, tàu hải cảnh mang số hiệu 21101 lao ra với tốc lực lớn, chặn đầu tàu kiểm ngư Việt Nam và bật súng bắn nước, bắn mạnh vào tàu kiểm ngư Việt Nam. Mục tiêu bắn phá là các tấm cửa kính, các thiết bị truyền tin, anten, radar và ống khói của máy tàu. Việc đánh vào các chỗ hiểm trên các con tàu kiểm ngư Việt Nam ta với mục đích rất thâm hiểm là làm cho con tàu tê liệt hoàn toàn và mất tác dụng trên biển. Trước đó, một hành động nguy hiểm tương tự đã diễn ra vào ngày 12 tháng 5. Bắt đầu từ khoảng 7 giờ 30 sáng ngày 12 tháng 5, khi tàu kiểm ngư Việt Nam treo băng rôn bằng tiếng Trung Quốc, yêu cầu phía Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Khi phát hiện tàu kiểm ngư Việt Nam cách giàn khoan khá gần, phía Trung Quốc bắt đầu cuộc tấn công, điều 15 tàu hải giám và hải cảnh. Các tàu cá bán vũ trang bao vây tàu kiểm ngư của Việt Nam. Các tàu hải giám và hải cảnh của Trung Quốc tập trung lao thẳng vào tàu kiểm ngư của Việt Nam. Một tàu hải cảnh của Trung Quốc bám theo thăm dò tàu kiểm ngư của ta, chừng một phút sau đó, bất ngờ dùng súng bắn nước tấn công. Một cách đột ngột, các tàu hải giám và hải cảnh tiến lên phía trước, rồi lùi lại phía sau mũi tàu Việt Nam, với mục đích dựng chuyện rằng tàu Việt Nam tấn công các tàu Trung Quốc. Sau hành động này, bất ngờ 5 tàu hải giám và hải cảnh tiến về hai bên hông, áp sát hai mạn tàu kiểm ngư để xịt vòi rồng lên tàu, nhằm vào các vị trí, ống khói, cabin, hệ thống anten, nhằm làm cắt đứt nguồn thông tin từ tàu, với áp lực xịt vòi rồng rất dữ dội. Tuy nhiên, các phương án bảo vệ thuyền viên trên tàu đã được triển khai, nên mọi người đều được bảo vệ an toàn. Số hiệu 2401 đang phun vòi rồng cực mạnh vào tàu DN9226 và thưa các bạn xung quanh tàu DN9226 hiện tại có khoảng 8 đến 10 tàu Trung Quốc đang liên tục bao vây và phun vòi rồng vào tàu DN926 và các tàu hải cảnh. Sự việc này đã diễn ra trong từ khoảng 8 giờ sáng ngày 12 tháng 5 kéo dài cho tới thời điểm này.